Xin chào tất cả các bạn đã cùng tôi tạm đàn tôi xin video của chúng tôi và cùng một cái thân nạn tì và mùi rồi bởi chúng tôi sẽ thử mấy chẳng mà xong mấy những bạn cho chúng tôi tì bạm mê rin tì mùi hay những bạn bạp hai hai thay dương ở toàn bạn chọc mê rin tì mùi tế chẳng là ngày nay dương nâng bình to mê rin phòi dương hay dương nâng bình chọc nâng ngày nay tầm ở đoàn bình tay môn nâng dương cho đo chúng nói mấy mùi tiết cứ dùng chăng rùm lực dương từng ọc kênh sân ông bì mê riêng phò dương bì bìa tăng bà mũi để dương riêng chàng chẳng bìa tìm mũi phò dương cứ dùng miên kê parrot miên rabbit dog cat dove hay nâng fish chẳng xung khâm thà từng ọc kênh chăm tăng ca sổ xê tăng cả án nâng cả bộ prai chẳng chẳng dây vì rừng bộ prai là dân xạ một bộ bệnh tịnh sân chẳng chẳng dog dân bộ prai thái chạy rừng sạch chạy cat sạch má fish sạch trái dove sạch priếp parrot sạch sạch hay nâng rabbit sạch tuần xài kể chẳng sống chăm từng ọc nế rùa dừng đằng ngay thà dừng nâng pra viên từ mê riêng bà tập tiết hay nâng dừng pra viên bà chăm ngay dì bà xế nó bê đề dừng bà xinh dừng chỉ cru cục bông tờ mơ tớ bông riêng ăn lấy dừng trực đằng thà nâng bỏ thăm bách đùm bây nghĩ sưu bạp tụi càng sơ phò dừng chẳng sắp tăng pra mùi nâng cứ dừng hào viên thà chia pets pets dương bộ prai thá sạch chỉnh chấm và sạch chỉnh chấm cứ sạch đài dương vô viên mà nơi không ta chùm mùi được đài conversation phò dương chấm các bạn sẽ thấy các bạn prap thá chạy được bỏ quát cứ chia best friend phò quát chấm cứ chìa mất chất sinh nhật phò quát mà nạ đài chấm cái chặt tục sạch chỉnh chấm thá chia sạch mạ chất cru xa chả lớn đi dương cho tự đo chùm nịch bình tọc tiết cứ language focus ok chẳng cái prap tha complete the sentences with like or not like in the brackets. Sorry. Complete sentences with like or not like cái này nhóm xong bạc vùng của chọn tế cứ don't like rưu có dừng ai hào tha do not like đâu bê để dừng chân dây tha nè bình tay đời xa nó không được phơi dừng cái đạn màu chè chẳng nhầm đạn chân hái hay bạn nhóm bạc vùng của chọn mà ao dừng tạm cài do not like in brackets brackets dương bọ prai tha vung cái chọ eh okay chẳng kê miên ưu tử ho ở dương mơ mùi example hai cái đạn đỏ clear lại ní cái đạn thá like the dogs we
hay cái đã không vùng của chó cái đã thế not like mice. Ok, chân bà xin chìa dân khơi cả lại nè. Ủa tỏ hó ai bà tọc máu không vùng bị cho dân like the dog. Chân chung like rồi bà dân cứ ok. Ok, nhưng bây giờ lại lên tí xong tổ phát lịch. Chân kia ai dân complete bông pinh phơ ai bà dục mùi ní pinh lính chỉ mùi nâng bịa thà like rồi còn not like. Chân xong rập bà xin chìa từng ọc nha khơi bịa thà not like nào ní. Chân xong dương đạn chè don't like rư có do not like. Mên not like màu chân bà đói nè. Bà xin chìa bịa nợ khôn vùng của chọ dương not like. Bình tay chùm lại phò dương dương trâu tệ đạn thà don't like rư có do not like. Vì bà bà xin chìa dương đạn not like cứ chân món cứ vía ọt bình lĩnh chân dương pra du mau mà chùm núa đồng bây ai bà dụng mùi nâng vía bình lĩnh hay nâng sửa đạp. Ok chà chân dương mà mơ ưu tò hò chân cái ai bùm bình bùm phơ ai bà dụng mùi nâng bình lĩnh đại đá bìa like rư có not like rư có don't like do not like nâu khôn ông vùng của chọ để kê đã ao dương nâng. Chẳng nghĩ xua tế còn tại dương khôn chế ai bị tọc máu của anh đi kì tục trình lọ. Chẳng dương vô à bìa nâu khôn ông trình lọ nâng ái vô môn sơ xê màu I like the dogs. Ok ok chẳng dương mơ mùi tiệt. We blank we hay vùng trình lọ not like mice. Chẳng cái lại not likes nhưng prap hay dương cua ta thưa ai kế được nó không sắp hơi chẳng cái đạt nâng ngày cái đạt lại ní do not. Ok chẳng dương trở thêm bởi xin gì dương phơi ở việc bình lên dương trở thêm do not. I do not like mice dương bộ ra thêm Control chân nè. Bò mouse dùng bọc ra thang control mùi. Bên tay bò sẽ nhìn mice vì lớp bị mùi. Ok, chân ở vậy đây dân trong bụng pinh. Cứ dân bụng pinh tình đi màu. Bò kê đạn chế. Bật đạn chế dân than tại dù mà hai bật tóc mát tiếp. Bò xin chị từng ọc nha chân. Thắng nhóm thuộc khôn kênh chê. Thuộc khôn kênh xe anh chê. Chân anh ấy có trầm trời đại don't like cứ vía chia tùng rung cắt rồi bó do not chẳng bà xin dưỡng chăng ở chăng vậy do not like chẳng việc bày chẳng nhưng vậy chăng vậy tập pi mặt don't like. Ok chẳng nè anh vậy chẳng bàn đài ở lời ní cứ ui tò ho dưỡng dân bình năng ái nghe sửa tế lỡ nhóm đã xùm nua đã ni ở dân bụng pinh thầm ở đòn chân dân miên pram bà dù đã bà dù ở dân bụng pinh thầm ở đòn ok chân bà dù tìm mùi number one my brothers my brother hi blank hi នៅក្នុងវងកញ្ចក់គេមានពាក្យថា not like the dog oh no the cat okay and number 2 she blank and then in the bracket they have the word like she blank wait sorry here this one confused with the example okay this one the dogs
And this one is the cats. All right. And number three, and then blank, and in the bracket they have the word like. The doves. Number four. Blank. Not like the parrots. And number five, we blank like here the parrots. Okay. Chẳng dân khơi nó không cái rung vung cái cho phải dân cứ dân miên not like, like, not like, and like. Chẳng cái ai dân bùng bình vì máu vô biển nó không đi màu bùng bình nữa. Cái lại đi đồng bây phơ bởi dụng nắng ai vì bình lình. Alright, chẳng dân màu bùng bình cho mỗi khi nè. Oh, lấy nhóm tục bê là dân mà plate sẵn kết thai dân cu bùng pinh ấy kì hai bộ tập máy chăm dân bùng pinh chùm mùi nâng khỉa kì chân ạch an chùm mùi khỉa hai cu bùng pinh thầm bạch my brother the dogs, she the cats, they the doves, tida the parrots, we the parrots. Okay. Chẳng dừng miền not like, like, not like, and like. Chẳng cùi bụng pinh ấy kế mà dừng chạp đam chung với cái này. My brother. Nó không đi dừng. Not like. Chẳng dừng cùi bụng pinh ấy kế. Nó đưa ưu tổ hòi dừng hả? Dừng thèm kế. Do not like. Chẳng dừng ăn cho mùi khía. My brother do not like the dogs. And number two, she like the cat. Chẳng dừng vô vì mặt đạn này mà ông đại. Okay. She like the cat. Hai ní like, chẳng bớt xin chị like, nhưng ngọt bên ấy bài bùa tờ nà tì. They like the doves. And number four, thì đá. Chẳng đôi khi nên nâng tìm mùi. Do not like the parrots. Hai chung cơ nào ấy, we okay, like the parrots. Okay, chẳng sẵn không tài dương bàn chá lại đôi khăn đi ấy nè. Chà tài dương ăn chú mùi nâng khăn đi ấy. My brother does do not like the dogs. She like the cats. They like the doves. Tida do not like the parrots. We like the parrots. Okay, chẳng dừng bỏ bài thay cái like, dừng bỏ bài thay chôi chật. Do not like, rồi còn don't like, dừng bỏ bài thay mình chôi chật. Chẳng bong pro rồi bỏ nhóm mình chôi chật sạch cài. Niếng chôi chật sạch mà. They like
the doves. Puk ke cho chet sat priep. Thida do not like the parrots. Thida at cho chet rư ko mình cho chet sat say. We like the parrots. Dương, phụ dương cho chết sạch xì. Ok, chẳng dương bộ thập bình năng anh hay cái lại nít cái kênh để chẳng bởi dương ở dương dô lì bì bìa thá. Like, cứ chịu, cứ ấy kì like, cứ miền này thá cho chết. Do not like, rư có don't like, dương bộ bài thá. Mình cho chết, ok. Chẳng chẳng cái lại tình ý chúng tôi đi cứ dương miền tài bần năng ai nhóm sinh không thể dương chế bà rà á ưu tù hồ thà nhóm ạ cho chết bà kà chẳng dương dây thầm bếch bà kà về sao ăn lễ flowers chẳng nhóm ạ cho chết bà kà cứ dương đi dây thà I don't like rồi còn do not like flowers. Ok bởi xin dư từng ọc này ạ cho chết ai kênh chẳng dân đã do not rồi còn don't like mình đại bảo sinh chỉ từng ở khi chơi chết ủi thọ nhóm chơi chết đáp xả I like shopping. Ok chẳng cứ chơi chết nâng mình chơi chết bảo mê riêng dân được lại nâng. Ok chẳng em xong lục hãy dân nâng chơi đo chùm nói bình tốt tiết cứ at the bottom. At the bot dân nơi ta nì dê ông pi sạch chân châm đồ đài là sao ta mê riêng phò cứ ông pi sạch chân châm. Sạch chân châm thì sao ông lê ấy kê đá pets. Ok chà chân chùm nói y cứ reading. Listen to your teacher and repeat. Chẳng dân phơ đôi đó đón cứ đập nhóm an hai bởi tập máu thả tam dừng bỏ bài cho mùi khía hay dân an cho mùi khía. Ok, chẳng nó có nông át bọt dân cái đạt thả. Ratsa has two dogs. Ratsa has two dogs. She named them Jimmy and Dickie. She named them Jimmy and Dickie. Jimmy is white and Dickie is brown. They are always friendly. They are always friendly. They are really clever and smart. They are really clever and smart. They can imitate her
when she say sit down. When she say sit down, stand up. Stay, shake hands. Stay, shake hands. And follow her to ride the motorbike. Follow her to ride the motor bike. They always run to welcome her. When she comes back from school. They always bark at the strangers. She loves them very much. She loves them very much because they are friendly. They are friendly and protect her and her family every day. Protect her every day. Okay, I'm done with copying. Chừng nhôm rui roi không ca chùm lon chùa đa khiên hay. Lời ní dân nâng đạp nhôm an chùm mùi nâng khía. Chừng lời ní cứ listen first. And you don't have to do anything, just listen. And you can follow the line here. Okay, so let's get started. Rexa has two dogs. Her name them Jimmy and Dicky. Jimmy is white and Dicky is brown. They are always friendly. They are really clever and smart. Oh, wait. Excuse me, clever and smart. They can. Cái lạnh này dương. Đặt cái lạnh này một tích bạn. Ok, chẳng. Này, they
can nhưng like okay chẳng nhìn chắp đam đăng tiếc lại ní. They are always friendly, they are really clever and smart. They can imitate her when she says sit down, stand up, stay, shake hands, and follow her to ride the motorbike. They always run to welcome her when she comes back from school. They always bark at the strangers. She loves them very much because they are friendly and protect her and her family every day. Okay, chẳng đôi điều chúng ta đã prap chẳng bây giờ khởi sự nhà cho trẻ ní cứ miền này tha đôi mai dân sự nhà can chẳng dân ở an ru tàu về là hồ ở miền cà đỏ tà hàm chẳng lại ní cứ dân ai chụp mừng tiệc dân đỏ tà hàm sân hay dân từ và to từ một tiệc hay bà xin chị dân khởi bia bẹp ní cứ dưỡng ăn hái chọc một plate hay dân tư cả lại em xin tôi bị tọp tiệt chân á chân đi cứ miền này tham mập chập mập bị dục chân dân chô bị dục tiệt hãy đôi đầy nhóm tay để bạp chân ca ăn phải xa ăn lễ với xin dưỡng chân ăn ai vía bị ruốc cứ dưỡng excuse me cứ dưỡng cua tại ăn miền bị chô là rắm nó không nâng đôi ảnh ní ăn tập bọt mỗi ní đôi chia kê cùng bông tại prap rương dương prap rương một căn dương chấn dương đi dây dương riêng đi dây đôi pe nắng dương cùng bông tại prap rương chấn đôi dương prap rương từ căn khmer khmer pe kí đập tới kê sớm mai khơi như rụp hiệp nằng kê sớm mai khơi như ủ chay pick ball chmu ấy kê chỉ mi hay nắng đi khi vì miền bùa ấy kê chỉ mi bỏ sò chấn kê sớm mai khơi hay nó phải để dưng an nó phải để dưng riêng rướng cứ dưng cua tài dưng sầm mai rụp hiệp vì rương vì sạch rương mùi nắng chia chiêng dưng sầm mai ồ nó chỉ phải sạch mai kia phải sạch mai kia ở đây dưng tranh tranh gì rụp hiệp về nhà nắng cứ lọ nắng dưng phơ bạt đỉnh chân đan nó phải để nhung riêng phải sạch ăn lề hay dưng khơi lụa bỏ ấy mùi chắc nhung cực anh đang chỉ bị sao ăn lễ ấy kì chẳng anh này chẳng cứ cà cật phải dân chỉ bị sao ăn lễ vui vui tứ dân đi dây ăn lễ tranh mau đời khuôn ai mòn chà chẳng dân đang đập nhom an mà đòn tiết nhom an riêng dứt dứt hay dân đập ai không tha út ấy kì thế tôn pì ấy pì bên tai anh đang chỉ bị sao ăn lễ ở nhom ban phơ rồi có ấy thì bàn tay dân an với lại bàn trầm trừ dân trừ dân sụp chật trừ rồi có dân sụp chật kỳ tha dân thế dân khổ chấn dân trừ đơn khuôn ai dân chụp bạc khuôn ai đài ok chà chấn dân đừng chập đàm án. Rexa has two dogs. She named them Jimmy and Dickie. Jimmy is white and Dickie is brown. They are always friendly. They are really clever and smart. They can imitate her when she says sit down, stand up, stay, shake hands, and follow her to ride the motorbike. They always run to welcome her when she comes back from school. They always bark at the strangers. She loves them very much because they are friendly and protect her and her family every day. Okay, chẳng khơi ca an po nhôm hái nhưng sự không thể dừng ai ăn uống tạm bàn đó nè. Chả lời ní dừng ai thà ở đáp tề ca an trong video của bà lời mò tha tạm mà đòn. Okay, tiếp. Dừng chạp đàm. Rexa has two dogs. She named them Jimmy and Dickie. Jimmy is white and Dickie is brown.
They are always friendly. They are really clever and smart. They can imitate her when she say, sit down, stand up, stay, shake hands, and follow her to ride the motorbike. They always run to welcome her. When she comes back from school, they always bark at the strangers. She loved them very much. Because they are friendly and protect her and her family every day. Okay, good job everybody. Chấm dừng khơi cả an hai ở lời ní. Bên tai bớt xin chia đôi mặt đáy được nhạc kru lục kru đây cũng phong tài mơ chẳng cứ chia mặt đáy ông được biệt bạp rương tàu canh khmên khmên cứ phía chẳng dân an riêng bộ ôn nộp cả lãnh xa nè bộ xa rạ anh chế hắn á được kì bạp tớ khmên khmên ở bên đưa dương dây khnia thò mặt đáy khmên khmên nộp bây dương bạp rương tàu canh quát bây dương miên ca phơ xùm lên bà chôl xùm lên đôi mên tên cọt đạp hay cọt đùi cọt chưa mềm hay cọt sầm mai chèn vận tải bớt sân chỉ dương an lươn u tô hò. Rasa has two dogs and she named them Jimmy and Dicky. Jimmy is white and Dicky is brown. Chúng cọt đùi chân ngắt na đùi lươn pe sầm rạp khmer khmer mà dương chân prap rương chỉ bớt sang ông lẽ cứ dương an. Rasa has two dogs riêng cái lạnh pe o rồi còn này anh chẳng e này dân riêng riêng về thì Rasa has two dogs. She named them Jimmy and Dicky. Jimmy is white and Dicky is brown. Dân miền ca này sầm lên pho dân anh ai ăn tàu lươn tàu mòn ba này bây dân prap rương tàu canh khmên khmên hay bây dân bạn riêng từ căn quen quen căn tài là ó nó bây để dương miền rụp hiệp bằng hai từ căn quạt dương bây dương cùng công tài này dễ chấn dương đôi giờ này rụp hiệp kề miền bầy nẹ nó ấp bầy bầy nẹ ấy mình nẹ hai cái bị cả bà ok bầy chấn kề ai bằng hai rẻ xá dương cho all mua cho all ấy chấn tới cái năng mua ấy bỏ ấy dương cho all thứ quạt ai căn tài chập bàn tiền chàng chẳng ở lời ní dương một bộ prai sần tầm bất tớ nhóm ật sơ chăng bộ prai ai bảo mạng tê đầm bây chăng ai lục rưu nè kru rưu cơ nè tầng ơ khí nít đại cũng phong mơ nâng riêng riêng dôl bì át tờ bọt nì đời khu luôn ai chẳng ngân nè chà ở lời ní nhờ ngày nhóm bộ prai ai bình tay chung buộc tì bộ mũi bà hai nhóm lên bộ prai ai đời xa ta dân riêng bán chí ra anh đà lấy ok lấy dân nơi tập bỏ sân nơi không chụp phục tiệp rằm chân kê thầm mấy Rasa has two dogs chân Rasa miên chai bì she named them Jimmy and Dicky chân niên bán ai chmua đó bụ vía cứ Jimmy hay nâng Dicky chân dân chẳng chmua chai bò Rasa cứ Jimmy and Dicky. Jimmy is white and Dicky is brown. Chẳng bùa chạy để chú mua Jimmy cứ bùa sò hay Dicky bùa thnào. They always friendly. Bùa tay rù riêng.
They are really clever and smart. Pụa we dân ầm dân ai pụa they bây dân pra can mà núp pụa kề bên ta dân chùm mũi sát dân pra we. Okay, pụa we bật chia chlạt vầy viên vầy hai chlạt mình tên. They can imitate her when she say chân pụa we ai đập niên rồi có phơ tam niên bán niên imitate dân bọ prai thá phơ tam. Bố biết ai phơ tam niếng nó phải để niếng đi dây tháng. Sit down, ông cười chó. Stand up, ngợp chố rồi có cọc chố. Stay, stay cứ mình này thà nữ mà cả lại nâng. And shake hands, ai nâng chắp đây. They follow her and follow her to ride the motorbike. Hai, ta từ tam niếng. And they follow cứ tới tám to ride từ chi ride chi okay tới tám niếng đồng bay chi moto okay they always run to welcome her when she comes back from school bộ kế bộ viết tay tay rốt mỏ xoa cùng niếng nó bê để niếng từ lọc mọc bí xà là riêng they always bark at the strangers pu wea taeng tae pru bark lai ni ke yeung bop prae tha pru bark at the strangers strangers ku manu chamlai ku mean hai tha manu phlaik mok a chang pu wea taeng tae pru manu dae phlaik mok ru ko manu chamlai she loved them very much chang nieng sralaing pu wea khlang na because they are friendly and protect her and her family every day. Pi pru pua wea ru riay friendly ku yeung bop prae tha ru riay ra teak and protect protect yeung bop prae tha ka pia. Chang taeng tae ka pua wea taeng tae ru riay hai ka pia niang hai nang kru sa robos niang every day chi rieng roal thngai. Okay. Chàng chân dương khơi nháy dương ngày nay dương riêng bị sạch chỉnh châm hay cây lợt sạch chỉnh châm muối cứ bị sạch cài chân rẽ xa quát rẽ xa has how many dogs two dogs yes what are the name of her dogs okay Jimmy and Dickie so what is the color of Jimmy Jimmy is color white. Dickie is brown. Yeah. Okay, chăng? So they're clever. They are clever and smart and they can imitate. Imitate គឺ bộ ប្រែ ថា ធ្វើ តាម ដូច បជា ម្ចាស់ បជា អញ្ចឹង វា ធ្វើ តាម. Imitate her when she say what? Yeah, when she say sit down, stand up, stay or shake hand. Chăng chkai pho ra sa ku chlat men. Pe nieng ai tver ai ngkuy ai cho ai chap dai hay rot tu chi moto chi ay chmuoy kwat chăng kon chkai pho kwat tong pi nang ku chlat. Chăng hay ban chi kwat salang nieng khlang na. Hay men trum ta chlat dai pantae kwat chkai pi nang ku vie cheh ka pia pteh ka pia ay tiet pua pe khoeng manu mok chamlai strangers ku vie taeng tae pru chang vie men friendly chmuoy tang oh he bo manu chamlai manu phlaik mok ku vie pru ya chang ku vie ka pia kruosa pho raksa okay ja chang ni ku chi reung kon chkai pho raksa គឺជារឿងសត្វចិញ្ចឹមរបស់រក្សាអូខេឥឡូវនេះយើងមកអានម្ដងទៀតជាមួយគ្នាព្រោះយើងបាន repeat you have repeat after me and listen to me and we already translate the story now let's read together are you ready let's begin Rasa has two dogs she named them Jimmy and Dickie Jimmy is white and Dickie is brown. They are always friendly
they are really clever and smart. They can imitate her when she say, sit down, stand up, stay, shake hands, and follow her to ride the motorbike. They always run to welcome her when she comes back from school. They always bark at the strangers. She loves them very much because they are friendly and protect her and her family every day. Okay, chẳng bớ xin chia nè tặng ác nia miên con chai rồi có sát chân châm mà vậy mỗi ai cũng dễ rệp rọp đôi nơi không ăn tập bọt dường riêng sửa xế chia phía xa ăn lề ủ tờ ho đôi nhóm miên two fish nhóm miên trái bì cà ba trái trái chân châm á mình trái phát tùa chà chẳng trái crumb mô trái cực tùy bầy chẳng dường ai rệp rọp I have two fish. They name the yeah I name them chẳng nhóm ai chmua trai nhóm đài chẳng chmua trai nhóm cứ mm hay nâng jj ấy chẳng tử hãy dân prap rút riêng bì rút riêng po via bàn mm miên cái tui clay cái tui vên long tail or short tail ấy chẳng dân mơ bì phân phía po sạch chân châm po dường rồi dân chân dây prap bì po cả bạn làm đây để xa tại trai nhóm po đuổi kìa chẳng những ai prap sen đầm bay kê chân nằm bàn thảo mùi nè chmua ấy mùi nè chmua ấy chẳng những ai prap thà vía chlát mạch chlát bê nhụm đại trần này ai rồi gật phơ ấy nhưng ai riêng rọp bán hay bây giờ sửa xe máu chân chia át tờ bọt muối để dương ai án hay prap tờ nè đợt tây bàn lời ní dương ăn cho mùi kia rồi hai những đăng sạch rừng tình ở hai lấy dưỡng chôn một chai xùm nuôi cho mùi kia một đòn chẳng trời chăm ná thả cho mùi Jimmy ở cho mùi ở chai rạ xa cho mùi ấy khla hay vì mình bố ấy vì chlát mạch khla vì chùi Jimmy mấy chẳng tiếp tiết cái nâng miên xùm nuôi xua dưng để không sụp hơi bó dưng ấy bất xin chia dương chăm bán đời mình bạch mơ rương mà đón tiết là ồ ok chẳng nhóm nâng có xùm nua châu là ấy cái miên example ở dương đài ok example. How many dogs does Ressa have? How many dogs does Ressa have? How many? Chị Diêm vô khuôn anh mình tịch á. Nhóm ở toàn bàn bỏ prai ai chẳng. She has She has two dogs. Two. Chẳng xùm nua kê bậc bê. Cả này dình dây bì chùm nuôn. Two bì. Chẳng xùm nua kê bậc bê. Chị kê xù bì chùm nuôn đây nọ. Chẳng kê xù thá. Ta đã xa miên chai chùm nuôn bổ màn niêng miên chai bì cơ bàl. Chẳng xong nua ní để dân trời chạy. What does she named her dog? Okay. What does she name her dogs? Her dogs. Chẳng hiểu lại này nhìn tạ sân. Bởi chết chá lại bàn khuôn anh. Chá lại sân máu. Why does she love her dogs? Ừ.
here. And question number 3. What do her dogs do when she comes back from school? And question number 4, last question, how does she feel about them? All right. Chân mà dân ăn xong nô sân hay bắt đầu mà dân chả lại dân bỏ bài. Ok, question number 1. What does she named her dogs? Name chmua. Ta nên bán chmua, ai chmua, chmua ai kê khá tự cắn chai bỏ cột. Why does she love her dogs? Hãy với bán chia niên sở lãnh chai rồi bỏ niên. What do her dogs do when she comes back from school? Tại chai rồi bỏ niếng bàn phở với nó bè đà niếng từ lọc mọc bí sẽ là riêng quên. How does she feel about them? Ta niếng miên hà rằm ở với miên hà rằm dùng bạch chung bụi vi. Ok, chân dương bàn ăn ở tập bọt rụi hái dương đơn hái ta quạt miên two dogs and her named them. Dân chả lại tầm đoàn máu chú mua kế kì kì. Nàng ngài chú mua bà rùa chương bình nước tiệt. Jimmy and Dickie. Chẳng chú mua Jimmy and Dickie. Chẳng Jimmy mình bỏ kì white and Dickie mình color brown. Ok. Why does she love her dogs? Hay đối với bạn chia niêng sờ lạnh chai rồi bỏ niêng. Ok, because happy pro ấy kì. Because they are mấy bụi viết chá lạt on. Yeah, bụi viết chá lạt viêng vầy. They are smart and clever and smart. Ok, what do her dogs do when she comes back from school? Ta chai របស់ puok kwat nak chai របស់ nieng tveu avay no pe da nieng trolop mok pi sala veng. Okay. They run to welcome swakum. Welcome and see you kom yelam. Welcome her. I actually put all the mouth when she comes back from school. Okay. Chẳng phụ bí rốt mọc xoa cùng niêng nó bê đề niêng tà lọc mọc bí xả lạ vinh. How does she feel about her dogs? Ta gọt miên là rõm nhận mấy nơi chung bố chạy phô. Còn chẳng she love them very much. Okay, chẳng niêng sờ lạnh phụ vía khlăng nà. Okay, chẳng dừng bàn chà lại rồi hãy lên đi dừng mọc ăn cho mùi nâng khía tầm mặt đón ăn xùm nụ phôi dưỡng. Alright, question number 1. What does she named her dogs? Jimmy and Dickie. Why does she she loves her dogs because they are clever and smart. What do her dogs do when she comes back from school? They run to welcome her. How does she feel about them? She loves them very much. Okay, chẳng dùng bạn trả lời hai. Bạn tay
miền chùm nội muối đài nẹ từng ọc nia trời phơ hay nó chìa bì xe nó bê đài bà lòng nhóm thua lọc bạp lực môn bà đòn hay cũng chạy lại cắt cắt đội nhóm chè bì bù nhóm ở trong chạy lại cắt bù đạc hiên dương vi tập bình nâng chân nhóm ở trong lục rưu gồm lục vi khá hay chạy lại bà tô ấy khai vi vi anh bê tứ dương ọt cả lại chân nẹ từng ọc nia trở tại chạy bình bình dụ. Ủa tôi hỏi được cái số thế nào? What does she named her dogs? Chẳng nhận chạy lại. She named her dog Jimmy and Dickie. Why does she love her dogs? She loved her dog because her dog is clever and smart. Chẳng. What do her dogs do when she comes back from school, Jung. Her dogs run to welcome her when she comes back from school. Nang yeung trau chlai peng baem chung ha. Okay, how does she feel about them? She loves them very much, Jung. Ani yeung chlai chung ai, okay? Chung kum phlech chlai peng chi bise no pe da yeung prolong. Bố bà lòng, bà lòng mùi nhóm chá lại cắt cắt cái nhóm đọc bà tụ đài. Ok, chẳng xâm rạp chúm nói answer and question dương miên tập bình năng ánh lời dương mùa mơ chúm nói mình tọa tiết cái miên ở với ok, chẳng chùm nội bằng tọa tiết cứ chùm nội F, speaking chẳng cái lại nâng kê ở dân mơ rụt phép hai dây xua tổ canh partner đại khu rồi bỏ dân chẳng nhung ọt bàn phở nâng ai tê vì miên tạp bay biệt tế fishes, doves and dogs chẳng nhung bỏ hàng tư canh camera bơ miên đại khu ai ăn vọt chùm mùi đại khu bình tay bỏ miên tế ăn vọt nè anh có bán đài của nhóm xa ăn vọt mà anh ở dương mơ sừng ấy nâng. Ok, hai chùm nói G. Writing. Write a short paragraph about your lovely pet in your notebook. Chẳng hạn đi đôi cho vầy để nhóm prap lực môn bởi xin dì dương miên sạch chân chấm dương sẽ xe chia at the bot máu bị chảy bị ở trên lòng bị sạch trên chân rồi bò dương chân sạch trên chân rồi bò dương ai nè khác còn ở miền sạch trên chân ở miền chảy để bẩn tay còn miền ai xem cat chma rồi còn miền tây được nhôm rồi còn miền xe nơi không sụp hơi dương để bắp máu thay sạch trên chân miền ai cái khác rồi còn cái bị không sụp hơi dương nè khác nè khăn châm khla ấy tử chà nơi bò rửa tế miền kê chơi chất thử ấy play play. Ok, chân năng chia homework phò dưỡng tìm mùi practice with your partner rư có practice by yourself, with yourself and tìm bí write a paragraph about your lovely pet chân miền pet dân sở xê mà bò miền pet khôn anh tế bà chăng sơ xê bị pet rồi bỏ mệt pet dưỡng của bạn đài nè chà ở con trán xâm rập mê riêng phò dưỡng cứ chùm buộc pram mê riêng tìm mũi pet dưỡng chọc tại bần năng ai ở con xôm chùm riệp lìa.